Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục làng giải trí đầu năm 2021 lại thêm đau buồn. Tiền đưa ca sĩ Quốc Anh qua đời vì bệnh Covid-19 tại Mỹ. Thưa các bạn, ca sĩ Quốc Anh qua đời tại bệnh viện ở Mỹ vào chiều ngày 10 tháng 2 năm 2021 giờ địa phương. Ông mất sau thời gian điều trị Covid-19. Ngày 11 tháng 2, trao đổi với các báo chí, anh Jimmy Nhật Hà, người thân của gia đình ca sĩ Quốc Anh cho biết ông qua đời vào 13 giờ ngày 10 tháng 2 giờ địa phương tại một bệnh viện ở California của Mỹ. Nam ca sĩ ra đi ở tuổi 72 sau thời gian chống chọi với là bệnh Covid-19. Vợ ca sĩ Quốc Anh thông báo tin buồn cho chị Phương Hồng Quế và tôi vào chiều ngày 10 tháng 2. Chú ra đi thanh thản, chia buồn cùng người thân trong gia đình, anh cho biết. Trước đó, ca sĩ Quốc Anh nhập viện vì mắc bệnh Covid-19. Bệnh tình của ông trở nên rất là nặng, phải cấp cứu trong phòng là đặc biệt của bệnh viện. Ca sĩ Quốc Anh sinh năm 1949, có cha là người Pháp, mẹ người Việt. Ông bước vào con đường ca hát từ năm 19 tuổi, nhưng không tạo dựng được nên tên tuổi. Ông từng ở Paris, Pháp để tìm kiếm cơ hội trong nghệ thuật. Tại đây, ông cộng tác với sinh hoạt văn nghệ trong phạm vi cộng đồng người Việt Nam sống tại Pháp. Phải đến thập niên năm 1980, tên tuổi của ca sĩ Quốc Anh mới được là công chúng biết tên với giọng hát nhẹ nhàng, tình cảm. Ông nhận nhiều cảm tình từ phía khán giả và nhanh chóng trở thành ca sĩ đình đám tại hải ngoại. Bài hát Ngày Xuân Vui Cưới của ông được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Nam ca sĩ từng nói về con đường sự nghiệp của mình, tuy chưa bao giờ bước lên được đỉnh cao của sự nghiệp ca hát, nhưng tôi vẫn rất là hài lòng và hãnh diện. Và cho đến ngày hôm nay, ông đã ra đi mãi mãi. Thưa các bạn, đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại và hẹn gặp lại các bạn những video tin tức tiếp theo của tôi. Và tôi cố gắng cập nhật những thông tin mới, nóng và những câu chuyện tình cảm cũng như gia đình, xã hội và nhất là những tin tức an ninh trật tự trong nước cuối năm. Và đến đây thì tôi cũng rất chân thành cảm ơn quý vị và các bạn luôn đồng hành, đóng góp ý kiến, ủng hộ kênh của tôi. Tôi cố gắng cập nhật những thông tin nhanh nhất và làm một cái video càng ngày càng chất lượng hơn để gửi tới phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.